làm gì không đó, mình họ, trong bữa họ tưởng Đức Hơi chết có hước không mà hước lên không mà đồm nó lên tới cổ, trong đó mình họ, trong túi thì không có 1.000, cậu Sáu không đi mượn nó đâu được 1 triệu, ghẻ nó đi mượn đâu được 1 triệu, thằng Nghị nó cho được 500 là được 2,5 triệu đi đi xúc chân đó, đi nằm xúc chân 13 ngày. Dạ. Bây giờ mà nếu có Mạnh Thường Quân giúp, có tiền rồi mình có đi bệnh viện trị bệnh không? Đi không? Chị hết bệnh để lành, để đi đứng lại bình thường, để phụ với cô, để lo cho con. Chứ bây giờ là tay chân như vậy đâu có làm được cái gì đâu. Đừng có khóc. Thương cả nhà. Đừng có khóc. Ờ. Bị nhập từ nhỏ đến lớn rồi. Lâu lâu nó chảy máu cam rồi, phải đi bệnh viện mới về. Ồ, chảy máu cam. Nó giật lên là nó chảy máu cam rồi đi bệnh viện nằm có khi từng nửa tháng mới về 1 lần vậy đó. Trời ơi. Bỏ con ở nhà một mình. Trời đất ơi vậy đó hả? Con nhà mình có sợ không? Dạ. Thằng em muốn có điều kiện cắt lẻ cả nhà, đừng cho nó dột nữa. Ừ, cái mái trên mái lá là bị giờ bị dột. Ừ. Muốn sửa lại cái nhà đừng cho dột. Ừ, em muốn cắt lại cái nhà đừng cho nó dột nè, có chỗ che nắng che mưa gì đó. Ờ. Đây cửa là cả nhà nhìn cái cửa. Ở cái cửa này quay trước cho cả nhà xem nó. Cái cửa nó xúc ra em phải cột dây lại. Non trên nền đất. Cái gì? Nhà con nghèo với con nghỉ. Ai nói nhà con nghèo? Có nghèo không? Nhà con giàu chứ nghèo cái gì? Giàu hơn nhà ngoại nữa mà. Có giàu nhà ngoại. Sao con biết nhà con nghèo? Nhà lá mà. Ủa nhà lá rồi nghèo quá hả? Ở đây nè. Mua đóng cửa lại. Cửa là mình tắm ở đây. Rồi đóng cửa lại. Nhớ không có cầu tắm. Phía sau này có em thấy hai bên nó trống trống trơn vậy. Bên đó là bên nhà mình này. Bên đó nhà mẹ rồi. Ừ bên đó trống trơn nè. Nhà cũng không có nhà tắm luôn. Tắm thì cũng đóng cửa lại rồi tắm nha. Dạ cả nhà, thì hôm nay thì gặp chị gái ở đây thì cũng giới thiệu cho tụi em là một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt đó cả nhà. Thì em chào chị nha. Chào em. Dạ, chị cho em hỏi là chị tên gì ạ? Chị tên Huệ. À chị Huệ. Thì em cài cái mic ha. Dạ. Thấy cầm mic đi em thôi. Cài cái mic luôn. Cho xa nha để cái mic này nó dễ bị giấy lắm. Chị Huệ ha. Hôm nay thì chị có liên hệ qua anh em của tụi em á. Dạ. Đến đây để chia sẻ cũng như là kết nối một cái hoàn cảnh, không biết là hoàn cảnh như thế nào vậy chị Huệ? Hoàn cảnh em Tí này nè. Dạ. Bị tai biến. Dạ. Rồi nhà thì có hai vợ chồng, ba đứa con, mà hai đứa thì có với chồng rồi. Dạ. Ở xa đứa thì mà có chồng rồi mà đứa lớn á thì nó bị không có đầy đủ trí nhớ á. Dạ. Nó không có được thần kinh á, nó bị giật á. Dạ. Còn đứa thứ ba thì nó có chồng ở xa lắm. Vậy tới ngoài Bình Định á, còn đứa Út thì nhỏ xíu à. À rồi giờ có hai vợ chồng với đứa con. Bây giờ chồng thì bị tai biến, rồi vợ thì gãy tay nữa. Vậy là cô chú là chú là bị tai biến. Tai biến là liệt nửa người, ngồi chỗ nói chuyện không được luôn. Dạ. Rồi vợ nó thì té gãy tay. Rồi giờ cũng như đâu có lao động gì được đâu, rồi cái tay mới bớt, ngồi giá chừng ôm đồ mướn cho anh ta vậy đó. Dạ. Thấy gia đình hoàn cảnh thì cũng khổ quá. Rồi chị thì là người ở xóm. Dạ. Ở địa phương. Rồi chị thấy khổ thì chị muốn nhờ tụi em kết nối yêu thương, ví dụ như cô bác Mạnh Thịnh Quân nào. Dạ. Có giúp đỡ được đồng nào thì hay đồng nấy để. Dạ. Cho chồng nó đi trị bệnh, rồi cái nhà thì tan quan hết trơn. Chị gần đây hả chị? Chị ở cây ngoài số. Hàng xóm thôi mà thấy xóm. Hoàn cảnh khó khăn quá. Dạ, chạy qua chạy lại, mình đi chợ, mình đi qua đi lại, mình thấy. Dạ. Hoàn cảnh vậy đó rồi chị. Dạ. Nó thì không biết nhờ ai. Chị thì chị biết lên YouTube hoài, chị thấy, chị biết tụi em. Dạ. Chị muốn nhờ chị tụi em giúp đỡ giùm hoàn cảnh chia sẻ lên rồi chị duyên nha, rồi giúp. Dạ. Được cái gì giúp. Giúp được chị giúp mà thí dụ được ngàn nào thì mình hay ngàn mấy. Tiền thuốc men này kia. Tiền thuốc men để lo cho chồng đó. Bố hổm là bệnh là tai biến là 2 lần rồi. Trời là ơi. Là bố hổm là nằm một chỗ luôn. Dạ. Đổ sữa là phải bóp cái miệng gì đổ. Bóp cái miệng gì bữa nay là đỡ ngồi được rồi đó. Dạ. Vậy là tai biến này đợt 2 này chắc nặng dữ lắm hả chị? Đợt 2 này nặng, đợt trước thì còn bò ra ngoài trước này ngồi được. Chảy. Dạ. Chiếu hay lộ này nè. Ngồi ở ngay lộ này nè. Dạ. Ở trong nhà lết ra đó được. Bây giờ. Dạ. Đi hết nực luôn ngay. Bây giờ chị dắt em đi vào nhà ha. Rồi, để thăm gia đình coi như thế nào hả chị Huệ ha. Em vô theo chị. Dạ dạ, ở đây là Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đó cả nhà.
Con chào cô nhé. Chào cô. Nhà này hả chị? Nhà đây nè, còn nhà nhà nhỏ gái khùng khùng bên đó đó. Mà mưa chắc giọt dữ lắm. Alo. Tới thằng Lý rồi. Đó, nhà nhỏ gái bên đó đó. Dạ. Nhỏ gái bị thần kinh đó. Có một cái trên trên nóc nhà luôn rồi. Thì đó, nhà vậy đó. Cái gì mọc vậy ta? Chân bầu á. Trời ơi, ở nhà. Cây đó là cây chân bầu á. Đây là trường hợp này đặc biệt đó nha. Trồng trồng cây trên nóc nhà hả? Còn hơn trồng rau nữa. Chào cô nha. Chào cô. Dạ. Trời ơi, cánh cửa gì đó hả? Đó, nhà vậy đó. Rồi em coi chiếu nhà cửa đó, gách gưới gì đó. Dạ. Thấy tức khổ không? Ủa sao mới gặp khóc rồi? Trời ơi, nhà cửa. Nói chuyện đâu có được. Trời ơi, mất nguyên miếng gách luôn. Rồi cô ngồi đi cô, cô ngồi đi, con hỏi thăm xíu. Cho mưa coi sao? Mưa cũng gắt vậy á. Nhà đó là nó hết giọt rồi. Nhà gì đâu mà thấm gì. Mưa chắc. Cảm ơn chị nha, đồng bộ nhất mà hỏi thăm gia đình. Giọt ở dưới này, rồi vàng hết trơn luôn. Bộ giạc này cũng giọt. Tại đợt đó mua ton được 4 triệu đó. Mua coi được rồi, chị để em kẹp. Mua được cái ton này nè, 4 triệu đó rồi làm đó. Dạ. Chị cho em hỏi là cô ha, kêu bằng cô ha. Dạ. Dạ, cô tên gì ạ? Lý. Cô Lý. Dạ. Còn chú tên Lê gì? Lê Hoàng Linh. À. Đừng có khóc anh. Chú, chú bị gì vậy cô? Anh bị tai biến á. Trời ơi. Ủa anh cầm khăn anh đâu? Ảnh là ăn cháo uống được đổ sữa. Đổ sữa rồi cái hết nghỉ đòi uống sữa, đòi thèm thấy mình ăn cơm á, cái nhiễu nhiễu nước miếng khóc. Đòi ăn cơm cái mình ăn đút lần vài muỗng ăn thì được. Trời. Cái giò ở đây nè, tay ở đây nè. Giò này nè, tay này nè là không có cử động được. Giò teo luôn. Là liệt nửa bên rồi. Là giò này với tay này nè là không có ấy được luôn, là không có. Giờ nói chuyện hết được luôn. Anh muốn đưa công khăn là để đây nè. Sao vậy? Sao giờ không có nói chuyện gì được hết? Trời ơi. Bị đợt ba tới giờ nó cứng ở đây nè, cứng cái hàm này nè. Giờ là méo miệng luôn rồi. Rồi giờ là nói chuyện không được luôn. Là bị tai biến tới 3 lần. 3 lần, lần này là 3 lần rồi đó. Trời ơi, 3 lần luôn hả? Lần này là lần thứ 3, lần thứ nhất thì còn đi được. Dạ. Chăm cứu cái đi được rồi lần thứ 2 cái đi không được mà lết nói chuyện đâu được. Rồi giờ đợt này đợt là 3 rồi đó, đợt 3 giờ đâu đi được nữa. Trời ơi. Đợt này đợt 3 luôn rồi đó. Bữa hổm tính ta chết rồi. Bữa hổm tưởng đứa chết rồi, cậu hước không mà hước lên không mà. Sao cô kể? Đồm nó lên tới cổ. Làm gì không đó, mình trong túi thì không có 1.000. Cậu Sáu không đi mượn nó đâu được 1 triệu. Ghẻ nó đi mượn đâu được 1 triệu. Thằng Nghị nó cho được 500 là được 2.5 triệu đi với Sóc Trăng đó. Đi nằm Sóc Trăng 13 ngày. Ôm vậy nè, cà hước. Làm hước lên vậy chứ một đêm tới sáng em khóc nhắm 4 ngày kiện mà em không ăn gì. Mấy người nằm trong bệnh viện chung á, cái người ta thấy Lý à, mày không ăn gì rồi sao mày có sức có giả mày nuôi chồng mày. Tôi nói chồng tôi vậy rồi sao tôi ăn nổi nữa, ăn cả nào nổi. Cái bắt đầu người ta thấy vậy á, người ta đi mua tiếu vô cho mình ăn, ta mua cơm vô tới chỗ cho mình ăn luôn á, ở chồng á. Rồi mình nói trong túi có 2.5 triệu sao mình mà trả bệnh rồi toàn hơi kêu đi mua cái ống thuốc mà 100 mấy chục ngàn, hơi mua dĩ thuốc 10 ngàn, rồi mua cái gì mà ấy cái đồm đừng cho nó cái hơi lấy ra đặng ấy cái ống gì bụp mấy miệng lại vậy mà ấy cái ống vô lấy đồm ra gì đó, cái người ta kêu ấy cái đó vô hả một dĩ gì nè là 125 ngàn. Tôi nói trời, mua kiểu này rồi tiền đâu mà nằm tới chừng nào về rồi biết tiền đâu đủ. Cái điện cậu sáu ơi, con sợ con không có đủ tiền rồi chắc con đi về quá. Dạ. Tới đầu tới đại hay tới đó đi. Cái cậu sáu nói thì mày nằm đi, chừng nào mày hết tiền mày nói. Bắt đầu mới điện cho nhỏ thứ ba, nói lần ơi mẹ trong túi còn có 700-800 ngàn, giờ mẹ muốn hết tiền rồi, mày có mày cho mẹ đi. Đợt hai thì nó cho hết 5 triệu, cha nó đi nằm ở Sóc Trăng hết 5 triệu rồi. Dạ. Rồi hết rồi, rồi về cái đợt này cái nó bị lại vậy nữa, cái mình không có tiền mình lên điện con mình xin thêm 1 triệu nữa, cái nó gửi vô tài khoản của cái thằng nằm bệnh viện chung đó. Dạ. Nó nói vậy con có tài khoản nè, gì kêu con gì đi rồi con nó gửi lại con đi rút ra cho vậy.
nó ngay đi trong bệnh viện đó, ta cũng tội nghiệp mình. Ờ, rồi cái người nha. ta mới rút ra, người ta đem tiền lại vậy ơi nè, đừng chịu nè, mấy trong túi còn đừng chịu gửi. Thì nằm thêm 3 ngày nữa, nằm 3 ngày đâu hết, chịu cái ta kêu đi mua thuốc về cho ông xã mình thêm mấy trăm nữa, cái về cái không có tiền đi taxi về, cái điện cậu Sáu nữa. Cậu Sáu ơi, con về, mà ta bữa nay ta cho xuất viện về mà con không có đồng về, rồi tiền đâu trả tiền taxi người ta. Cậu ông nói mày về đi, cậu trả tiền taxi cho. Về tới đây cái ông mới móc 500, ông trả tiền taxi cho người ta nữa đó. Rồi về tới đây là tới giờ luôn. Rồi về tới đây tới giờ luôn, rồi ảnh uống thuốc, ảnh đắng, ảnh chịu, không chịu uống nữa. Ảnh đòi nghỉ uống thuốc rồi mới ăn cơm. Dạ. Mấy ngày nay ăn cơm được đỡ lại đó. Mấy ngày nay không có ăn cơm, ăn đòi ăn hủ tiếu không à. À đòi ăn hủ tiếu. Ờ, mua một bịch hủ tiếu gì đó, về nấu cái tép ở nhà có đó. Dạ. À, là có đổ có tép bán được 20-30 ngàn, thì đi mua cục xương về cái nấu súp gì đó rồi cho ăn nguyên ngày, bịch hủ tiếu gì 5 ngàn gì đó, nấu 3-4 chén gì đó ngày ăn bao. Khăn nè anh trời. Mình cô với chú là sống trong nhà này là có 2 người ha, con 3 người thêm thằng trai út nữa. Ờ, con trai út nữa. Vy ơi, con ra đây mẹ ơi. Mưa á, được rồi, ảnh còn mạnh đó. Dạ. Anh cột mấy cái đó lại không là đâu có ngủ được đâu, cột mấy cái đây, nằm xuống đây đó. Được thằng này đó, rồi nó đang đi học lớp 7 đó. Dạ. Bữa hổm đó đang học lớp 7, rồi nhà nước người ta cho được chiếc xe đạp đó để cho nó đi học đó. Bây giờ hàng ngày là ở nhà mình làm gì cô, công việc gì để có tiền? Người ta kêu giá cái đó thì mình cũng giá, kêu người ta kêu gáp cái sàn ôm đó mình cũng gáp, rồi mình làm giỏ gì nè. Mình giá lưới hả cô? Ừ, ừ. À, giá lưới. Giá lưới đó đó, miễn mà gáp một cái được vài trăm ngàn. À. Mình mua xe về cái tự mình gáp ên luôn. Dạ. Mình làm cho người ta một cái gì đó vài trăm, còn không thì mình thắt giỏ này nè. Dạ. Thất giỏ này nè, cái gì đó mình bán được vài chục ngàn. Ủa rồi mình giá cái đó, mình giá một cái là khoảng thời gian khoảng bao lâu hả? Đó có tuần lễ nửa tháng chứ mới rồi cái sơn ôm lần sau lâu lắm, gáp một cái bự lắm. Yeah. Rồi cái giỏ này rồi làm một cái gì là được bao nhiêu tiền cô? Một cái gì mình mua tiền dây thì cỡ 30 ngàn, mà mình thắt ra mình bán 50 ngàn. Rồi một cái gì là bao lâu? Mình thắt một chút rồi ơi. Chút rồi hả? Ừ. Em bao nhiêu tuổi rồi em trai? 15 tuổi rồi. Hồi nãy thấy đi xúc đất. Xúc đất bắt mà tại cái tay mình đau đó. Mình đâu có ginh nổi đâu. Bắt nó ginh sợ nước nó tràn vô nhà đó. Ngày hôm qua mưa nó tràn đó, tràn vô còn ướt nhẹp ở đó đó. Cái tay cô là bị gì? Bị gì mà té gãy tay á. Té đâu cỡ tháng trước rồi. Chạy đi tới khúc đằng đó để đi rước cháu ngoại, cái tự nhiên chóng mặt hay gì cũng không biết nữa chứ. Tự nhiên nó quăng mình nguyên con người rồi mình không biết là mình luôn, rồi té là nào đâu biết bao lâu rồi giận gòm á. Nó mới đỡ mình ngồi vậy. Chị Lý ơi, bà có sao không vậy? Cái tên ấy sao ta không thấy đường, không thấy gì hết trơn á. Cái nó nói vậy bà chóng mặt rồi bà mới té đó. Bắt đầu hả? Đâu có biết là gãy đâu. Bắt đầu hả? Chạy xe còn đi rước cháu ngoại nổi nữa mà. Về tới nhà số ơi nè, coi cái giò em nè, bây giờ nè số gờ vậy nè là nó thốn đi không được luôn á. Rồi ban đêm á nó nhức cái khớp giò này nó nhức, mà nói nhức tới chịu không nổi đó. Mới ngày qua đi xin thuốc uống đó, đi Vĩnh Châu xin thuốc về uống đó, mong có thuốc uống là cái giò đi không nổi. Rồi hỏi số em mặn á, ơn trong nhà không mặn, ai mặn giờ mặn ơn nó không mặn thì tiền đâu mà sống. Trời ơi chú mà nói sáng đòi không? Sáng giờ đòi uống Nha Đam mà tôi không có tiền ngàn mua Nha Đam cho uống đó, biết rồi đó. Nha Đam á hả? Mà không, trời ơi. Mỗi bữa mình mua Nha Đam nguyên lốc gì đó mấy dạ. Chục ngàn mà mình nói trả mẹ ơi, bữa nay cô tôi hết tiền rồi, tôi không còn tiền đâu mua Nha Đam, uống trà đường đỡ đi, mua sáng giờ làm trà đường cho uống ở sáng giờ đó. Em còn đi học không? Còn. Con đang học lớp 7 á. Học lớp 7 rồi, mà đang nghỉ hè đúng không? Ừ, nghỉ hè ở nhà. Bây giờ là cô phải đi làm giá mấy cái đó ngày. Ừ, rồi ai kêu giá ngàn. Cái đó thì cái gì đó vài chục ngàn, 30-40, 50 ngàn gì đó, ngồi giá nào rồi cho người ta thì mình lấy tiền vậy đó. Dạ. Bây giờ
Chú là lâu rồi không có đi khám, rồi giờ là chỉ uống thuốc cầm cự vậy thôi. Uống thuốc ở nhà như là thuốc mình ở đó Sóc Trăng đó, nó cái to sẵn đó có cho mình đó. Dạ. Rồi cái mình đi ra, mình ra Sóc Trăng, ra Đầu Lõi, ra Vĩnh Châu mình nè, mình xin thuốc ở bệnh viện gì đó chứ. Hoàng Tấn đó, chứ mình đâu có thời gian đi tới Sóc Trăng chởn đâu. Rồi mình sẵn về đang coi chả rồi, nó đâu có đi bỏ chả được đâu, đi chút xíu là ở nhà không chịu, đâu có chịu nổi đâu, đâu có đi khảo đâu đâu. Ngồi vậy đó, lết vậy đó, ngồi trong nhà vậy thôi chứ không có đi đâu nổi chứ. Không đứng được luôn, cái giò này đâu đứng được nữa, teo tới cỡ vậy đó. Rồi sinh hoạt này kia rồi sao? Rồi đái thì mình lấy bô lại cho ảnh đái, ỉa thì mình lấy bô để lên đây rồi mình cho ảnh ỉa rồi mình đổ. Dạ. Vậy đó, rồi mình lau mẩy cho ảnh. Ngày thường thì ăn uống cũng ăn uống mọi lần ăn không được đâu, hồi mới đi bệnh viện về ăn là ngày 5.000 cháo được có chút xíu, chừng 3-4 muỗng cái là nghỉ ăn. Rồi cái ta nói ông thầy đó đó cho ấy bùa cho nó ăn hơi được vậy đó. Rồi mình đi xin bùa về cho ảnh đeo nè, rồi cái thuốc tha nè, thuốc tha cuốn họng đặng cho ảnh cái cuốn họng nó hơi ấy đó, đặng cho ảnh ăn được đó. Rồi mình tha vậy nè. Mình lấy cái này nè, nó bị cứng á, cứng hàm á, rồi nó rồi mình tha vậy nè, rồi mình tha trong nóc giọng đồ vậy đó. Rồi cái ảnh ăn được, xin thuốc này nè về nè, rồi tha cho ảnh đó. Tha vậy rồi mới ăn được. Tha rồi cái ảnh hả được, rồi ảnh ăn hơi được rồi cấp này cái hết. Ta cũng có cho tấm bùa, nó bùa người ta về kêu đốt á, rồi cái cho ảnh uống nước vậy đó, mình đốt khoảng giờ uống hết trơn đó rồi, rồi giờ mình không có đi. Thì chú có tự múc ăn uống không? Múc không được, hả họng ra nó nhiễu hết trơn à. Rồi ảnh phải nằm xuống đây nè, rồi mình phải ngồi mình đút từ muỗng uống ăn từ muỗng, mà có khi sặc là mình phải đút nước đó, cái ca sẵn đó đút nước vô mới nuốt vô nổi, còn không là nuốt không nổi. Bố rồi ở nhà có phụ được cho mẹ cái gì không, lo cho ba không, có đút cơm được cho ba không? Mẹ đút không hả? Không có chịu đút đâu, chỉ không có cho mẹ. Là con không cho con đút thôi. Cho mẹ đút kén, kén chọn lắm, chỉ có mẹ con đút rồi. Không phải là kén chọn mà cũng như là tủi thân á, như là trong người hơi buồn á. Đút cái kiểu mà không vừa ý á là không chịu ăn đâu. Không chịu ăn. Tại vì con mà để mình giờ mình để cho con mình đút vậy thì cũng như khi chú không buồn á. Rồi mình á, mình đút theo vừa một miếng cha cơm hủ tiếu, mấy ngày nay 3 ngày nay là ăn hủ tiếu bịch không à. Mua một bịch hủ tiếu về đó, mình mua cục xương gì 20.000 về, không có tiền thì mình mua đổ tép mình có đó, cái mình lột ra mình nấu cháo làm nước súp vậy đó. Là cho ảnh ăn. Rồi mới hồi nãy cũng còn trong son còn miếng tép nữa kìa, nấu nước súp á. Rồi trụng nước sôi êm hủ tiếu rồi cái nấu nước nêm đó, rồi cái mình đút cho anh ăn, mới ăn rồi đó, ăn rồi với kêu mẹ mày làm trà đường cho tao uống đó, làm ca trà đường uống mới rồi mới nghỉ mới nằm đó. Ủa rồi cái lúc mà trời mưa mà giông rồi sao ta? Giông là hai vợ chồng ngồi tạt tạt rồi nó dột đây nè, nó dột mấy cái lỗ đây nè, ướt hết trơn luôn. Dột hết trơn á, rồi bên đây cũng dột luôn nữa. Có cái chỗ này nè nó không mấy dột thôi, có chỗ này nó dột mà mình để cái miếng bao này nè, miếng này nè che lại chỗ này là nó không có dột xuống trong mùng. Dạ. Con trai là tối ngủ đâu? Ngủ nhà sao? Sao? Có bị dột không? Có, tạt mưa thì bên kia dột mà bên đây không dột. Trời đất ơi. bên phía bên đây thì nó không dột, nó không có tạt vô, còn phía bên bản chỗ giặt ông xã mình đó thì dột, mình mới giờ lên đây. Giờ anh đây ở trên đây cho tiện, ở trên nhà trước. Ở đây là nhà này mình sống, mình ở đây lâu hả cô? Ở đây là nhà đất của ông bà cho á, rồi ở đây đó giờ rồi. Nền thì cũng nền đất ha, nền đất hả? Hồi đó anh, ở đó người ta làm lộ đó, rồi ảnh có ông Mạnh ảnh đi được đó, rồi người ta cho đó chán được nhiêu đó. Chán được nhiêu đó, rồi hồi ảnh bị tai biến đợt 2 tới giờ là không có làm được. Dạ. Cái nhà này mà mưa mà lớn chắc dột dữ lắm. Dột rồi nó ngập luôn, ngập nè, ngập cái khúc này là ngập hết trơn luôn á, ngập luôn. Mưa ngập vô nhà luôn, ngập đó ở chỗ đó mới khô đó. Dạ. Ở đó mới khô đó. Trước là tầm nó sình nè. Ừ. Đây này có cô cũng đến.
nó sình nó khô. Lấy cái lưới này ha, mình may vậy ha. Cái đó lưới mình gáp cho người ta đó. Đang gáp đó rồi tay đau quá rồi ngưng nghỉ chút, nghỉ vài bữa cho nó đỡ đỡ đau rồi mới làm nữa. Dạ. Để lên đài đi chứ. Vậy là một tháng là gáp được có 1-2 cái thôi. Cái thì cũng được 400-500 gì đó, rồi gáp như mình thời gian mình rảnh thì mình mới được làm cái đó. Còn mình không có rảnh thì sao làm, rồi như ảnh hơi chút xíu đòi ăn này, chút xíu cái đòi ăn cơm, chút cái đòi uống nước, đâu có đi bỏ được đâu, ngồi chỗ kế bên vậy, ngồi thắt ở đó vậy đó, rồi ảnh ngồi đây, không ai nằm ở đây. Muốn là mắt đái đẻo đập đập vậy đó, là kêu mình là mình biết, hỏi cha kêu gì đi đái, cái là mình lấy bô lại cho ảnh đi đái. Còn hỏi cha mắt ỉa không, mắt ỉa thì mình đi lấy bô lại cho đi ỉa vậy đó. Rồi sáng thì mình lau, mình lau mẩy đồ rồi, rồi sáng ăn rồi, rồi sáng mình đút hủ tiếu đồ ăn. Rồi bữa nào đòi ăn mì á, bóp cái tay vậy là kêu mình nấu mì đó. Mình hỏi làm gì, nấu mì, nó kêu bóp nhuyễn nhừ vậy đó, rồi em nấu mì cho nó. Cô tới mấy người con lận? Ba đứa, có một đứa gả Bình Định. Rồi đứa thứ hai mình thì bị, nó cũng bị mà thần kinh đó, rồi nó chảy máu cam hoài à, mới đi bệnh viện mới về nữa đó. Rồi lớp nào, đợt đó kìa, cha nó bị đợt hai kìa. Cha nó đang nằm viện, thằng Quyền ở nhà chảy máu cam. Cái hỏi làm sao, chả kêu thôi, hồi lúc còn nói chuyện được á, đi về. Đi về mày bỏ tao ở nhà, mày cho mày đi nuôi con Quyền, nó chảy máu cam ở nhà, bỏ nó, bỏ tao ở nhà đi, nói vậy á. Rồi đang đi chăm cứu cho hai cái giò đó chứ, ở Sóc Trăng đó, nằm chùa Phật Học 2 đó. Nói ngay đi, mình đi đó mình không có tốn tiền. Tiền ăn là cũng không tốn gì hết trơn á, kỹ là nằm bệnh viện nằm đó, rồi mình mua kim bộ vậy là 10.000 vậy đó chứ. Rồi vô để cho người ta mỗi ngày người ta thay bộ kim cho mình vậy đó, là chăm cái giò cho ảnh nằm nó rồi là cũng được 20 mấy ngày. Rồi bắt đầu nhỏ này phát bệnh, em đi giọt về, hai vợ chồng về nửa đêm, bà coi tiền tích xi nó dám ăn mình 1 triệu bạc, bà coi mà nó bỏ mình ở ngoài đầu lộ, ngoài chỗ nhà bà Xuân á. Mình nói ở đây có lộ đây người ta làm rồi, giờ chở mình vô đây đi, không chở là không bỏ ngoài á bà coi. Mình kêu mấy thằng em mình lợi giùm chở, chả vô tới nhà. Lúc đó là chú còn nói chuyện được. Lúc đó là còn nói chuyện được. Rồi đợt ba này là nói hết được á. Nói hết được luôn. Là mới đây là cũng cỡ 1 tháng nay nè. Cả tháng nay là anh nói chuyện không được luôn á. Là nằm á. Bác sĩ có nói là đi tái khám hay là đi điều trị gì được? Người ta kêu đi tái khám mà mình đâu có tiền đi đâu. Bữa hổm ta nói về nửa tháng tuần lễ đó, đi tái khám cái mình nói cha mày tiền đâu mà đi taxi 800 ngàn lần, đi về tới nhà 800 ngàn, bay kiếm có 800 ngàn cũng đi chở cho chả đi khám. Rồi mình nói không có tiền sao đi khám cha mày. Rồi chả nói thôi vậy khỏi đâu, chả lắc tay chả kêu khỏi đâu. Ủa mình đi xe hai bánh không được hả? Ngồi, ảnh ngồi không nổi. Lên tới Sóc Trăng á. Dạ. Rồi lên Sóc Trăng, lên tới Sóc Trăng cho ảnh khám, rồi mình không có đi, rồi mình nói thôi vậy ở nhà đi. Rồi đói bụng thì mình nấu cho ăn vậy đó, chứ giờ biết sao giờ. Nhà cửa thì như thế này, trong cái mùa mưa sắp tới nữa thì không biết như thế nào luôn. Đâu con dắt chú phía sau coi nhà mình đây. Đi đi. Ừ, cô đi luôn, cô đi không? Đi đi. Tao dắt con tham quan. Không đâu, không có vậy đâu, cái không có là cái gì. Cái nhà. Nó không sao đâu. Nha, chú ngồi đó ha, con đi tham quan cái nhà ăn cái. Trời ơi. Kệ đi. Thế nào? Dắt vòng gì banh hết trơn. Rồi phía sau này rộng ha. Nè, ảnh bán được con gà cái làm chán cái này miếng. Bán được con gà cái chả chán một chút vậy đó. Bán con gà cái chán một chút vậy nè, được cái nhà vậy nè. Chán được cái đằng sau. Chán được sau này vậy đó. Đó rồi. Ngủ đây hả? Thằng trai ngủ đây nè. Rồi chỗ này á chuột á nó thà tới banh hết trơn rồi nữa rồi nè. Nó quậy banh hết trơn nữa rồi nè. Nó tạt vô nè. Ở đây thì ngủ không có tạt thiệt, có ở đây nè, ngủ ở đây nó tạt nè, bên đây là nó tạt vô. Bên đây là ở trong ngoài này thì mình nuôi gà nuôi vịt đồ vậy đó. Rồi vậy đó, nhờ cái này thì nhỏ gái ở đó nó cho tiền đó, nó làm đó, nhỏ thứ ba. Nhỏ gái nó cho tiền làm cái mình không có tiền, cái chả bán được con gà được 700 ngàn, cái làm được khúc gà, bán được 700 ngàn làm được khúc gà vậy nè, làm từ từ mới được vậy đó. Từ khi ngã bệnh rồi cái đầu rồi ngã luôn. Bệnh tới giờ đâu có làm gì nổi đâu, rồi có ai làm đâu, rồi bỏ liều vậy luôn đi, biết sao giờ thì mình cũng
có ơn ơn mình biết làm gì giờ, giờ tới đâu hay tới đó đi. Dạ. Đó. Thôi đi lên đi. Rồi. Được cái mái tôn phía nhà sau thì được giống như cái mái tôn này con gái mới làm cho ha. Ừ, con gái nó cho tiền đó, ừ. Mười mấy triệu đó. Ở dưới thì nó cho tiền đó, nó làm cái nhà đang cho ở đó. Dạ. Dưới là dách lá hết. Lá, mình đi đốn lá, mình đi xin lá, mình về đốn, mình dừng ơn mình đó. Nó kìa nè. Ừ. Ở đây nó suốt hết trơn rồi. Con này cũng tôn mỏng á. Cái tay mình đau, mình đâu có làm nổi nữa đâu. Con này con lợi mỏng á. Củi đồ quá trời luôn. Chùm củi á. Chùm củi hả? Ờ. Đâu có ga đâu. Không có tiền đổi bình ga đó, rồi đó chùm củi sống đó. Cái này nồi nồi cơm đó hả con? Ờ, nồi cơm á. Nồi nấu cơm cái nồi kia kìa, đen thùi lùi luôn. Kể đi. Ủa. Ừ. Thôi dở con ba thằng nữa đâu bạn. Dạ. Mấy. Ba thằng cũng ăn uống đó. Mấy ai biết đi đâu, tao không biết nữa. Con không muốn sáng kiếm nó được ăn cơm gì ngủ với thằng đen nữa. Hồi sáng giờ chưa có ăn uống gì hết trơn á. Cho lá đặng đốn phơi khô đi rồi kéo gì dình cái này nè rồi gãy cái tay làm đâu có được. Dạ. Đúng rồi, cái tay vậy rồi chú như vậy nữa đâu có làm được gì đâu. Chị thấy nhà vậy đó chị cũng đâu có nổi, chị kêu cho lá đốn nặng dạ. Dừng cái dạ. Cái tay ra rồi kìa. Không có làm được luôn. Dạ. Chưa cột dính trong. Bữa đó móc móc trước đó, móc móc trước đó làm được miếng lá trước đó tính tháo đang dừng ngay chỗ này nè, đang đừng cho nó dột nè mà dạ. Phơi chưa có khô. Dạ. Bữa đó hả, trèo lên che cái này mà hả, tới cái tay nó chặt trở lại, nó đau trở lại, không dám làm nữa. Ủa mình không có lăn bột hay sao mà giờ còn bắt tay mình nứt á, nứt xương á. À. Nó nứt xương rồi, nó không có, nứt xương rồi, nó đâu có cho, nó không có băng bột mình, nó chỉ băng cái tay để lên vậy, rồi về mình băng thuốc bắc á. Băng thuốc bắc 2 lần hết 700 ngàn rồi tới giờ mình xin thuốc mình uống mỗi ngày vậy đó. Bị này lâu chưa cô? Hôm nay cũng tháng ngoài rồi mà cũng mình tại mình mặn công chuyện hoài đó, nó không mấy hết. Làm việc nặng rồi mình đâu có dám mặn gì đâu, làm sách nặng cũng không dám sách luôn nữa. Dạ. Chỉ gáp qua gáp lại vậy nè. Dạ. Trời đất ơi. Phải để 1-2 tháng gì đó cho thật sự lành rồi mà hả? Rồi ở nhà đâu có ai mặn đâu em, ở trong chuyện nhà không ai làm tới thì có ơn làm mà, rồi trước sau gì cũng mình ơn hết trơn. Dạ. Rồi đổ treo đổ bọng cũng mình ơn, sáng nay ba không có được chừng chục con tép. Dạ. Về nấu tô súp cho chả ăn thì cơm lại. Là việc nhẹ thôi. Chứ đổ chéo. Dạ, chứ để mình làm cái có gì. Rồi giờ hắn nó sưng lại nữa rồi nè chứ. Nó sưng mình nữa rồi nè. Dạ. Nó sưng hoài luôn á, mà mình làm cái gì mà hơi nặng nặng cái là nó nhức lại, nhức cái đi Vĩnh Châu xin thuốc uống. Ừ. Nó nhức cái xin thuốc uống chứ cái tay này không có làm gì được hết chứ. Giờ chú thôi ơi, từ té tới giờ. Bây giờ mà nếu có Mạnh Thường Quân giúp có tiền rồi mình có đi bệnh viện trị bệnh không? Đi không? Đi không? Đi không? Trời. Chị hết bệnh để lành, để đi đứng lại bình thường, để phụ với cô, để lo cho con. Chứ bây giờ là tay chân như vậy đâu có làm được cái gì đâu. Đừng có khóc. Thương cả nhà. Đừng có khóc. Đừng có khóc. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Ảnh 56. 56 rồi. Này đi chăm cứu, nếu mà đi chăm cứu thường này kia thì có thể là phục hồi lại được. Đúng không chú? Chứ ngồi không như vậy cũng buồn lắm, cũng bực bội lắm. Chú hiện tại thì cũng còn khả năng đó con ha. Dạ. Chú còn hoạt động tay chân đồ cũng được, nhưng mà do là bị cứng cái phần nào đó trên cơ thể thì không. Cái chỗ này nè, bây giờ ảnh đau hết trơn vậy đó. Dạ. Mình bóp dầu mỗi đêm á mà ảnh nói đau chỗ này nè, dở lên là ảnh đau. Dạ. Thà lau mình á, thay đồ ảnh cũng nói đau chỗ này không nè. Dạ. Không bệnh thì đi bắt Ba Khía. Đi chạy xe ôm, mà kêu chở thì đi. À trước đi bắt Ba Khía chạy xe ôm ha chị ha. Giờ bệnh thì đâu có làm gì được không? Con trai thì cũng phụ hợ việc nhà này kia thôi, chứ đâu có làm gì được. Con khờ con chết là chị nó cũng khờ rồi nó cũng khờ. Dạ cũng khờ. Nó đâu có được quan lệ như ta đâu. Dạ. Có nhỏ thứ ba thôi, còn nhỏ đó thì ba bữa nóng, bốn bữa bệnh không có mạnh ngày nào đâu. Nhỏ đó. Rồi anh hai này hồi đó là tới cỡ 5 tuổi nó đâu biết nói chuyện đâu chứ. Cờ ớt ớt đi học lớp 1 đó, học mấy năm mới lớp 1 mới lên đó. Nó đâu có nói chuyện được đâu. Có nhỏ thứ ba thôi. Hiền, bé cũng hiền. Học giỏi không? Học giỏi không? Có giấy khen không? Không. Không. Khá là bình thường đó à. Bình thường. Thương cả nhà.
lên lớp là được rồi. Giờ có mình cô là gán làm để lo cho bé đi ăn học, với lại lo bệnh nữa cho chú nữa nè. Chiếc chiếu còn không được làm. Chiếc chiếu cũng tơi tả nè. Hai chiếc luôn đó. Nhà thì tan nát hết. Thôi chú đừng có khóc nữa. Chú có gặp lời hỏi thăm mà chú có khóc gì đó cơ nhỉ? Khóc miết gì đó. Nghe được nhưng không nói nghe được. Được hết trơn á, ảnh nghe được hết trơn mà nói không được. Khi mà mình nghe được nhưng mà mình muốn nói nhưng mà mình nói không được, người mình nó ức chế. Mình không biết ảnh nói gì cái bắt đầu lấy cái viết với cái cuốn tập ra. Chả ghi vô cái mình nói ừ vậy mình biết rồi. Còn hô là không biết. Thèm ngày qua ngày kia chứ thèm ăn bún riêu quá. Thèm ăn bún riêu, bún riêu cái em đi mua bún riêu về cho ăn. Hỏi ngon không? Ngon, gật đầu ngon. Đòi ăn cơ ghi cái em hỏi ăn ngon không? Bữa nào có tiền thì được 20.000 á gì thì đi mua cho ăn gì đó. Thương cô ha. Chủ ơi đòi cái gì cũng chịu. Đúng rồi, một người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Có khi nào thấy bế tắc không cô? Có mình cô thì làm. Cực khổ cũng phải chịu chứ sao giờ. Gió bắt gió gì cũng sáng sớm là nhảy xuống sông cơm rồi. Mới 3 giờ 4 giờ lặn dưới sông đang lấy tép lên bán. Mua gạo mua thóc về để kiếm tiền ha. Mình mặn hồi đó giờ là hồi con gái tới giờ luôn nữa. Hồi đó giờ không có gì nghĩ gì nữa, giờ ảnh mất thì thôi chứ không có bỏ nữa. Giờ người này kêu người kia kêu nó, giờ anh nói đâu kệ mẹ nó đi bỏ liền nó đi. Không lẽ chồng con bỏ đi đâu bây giờ? Rồi chị chồng anh chồng mình nói đi cấp trước điện cái người ta không bắt máy, cái mình nói giờ không bắt thì thôi. Cái tới sau này điện cái chị chồng mình bắt máy, cái bữa đó cái chị chồng mình bà chị thứ 9 bà mới nói sao giờ tí ốm dữ vậy. Cái tôi nói em điện chị 9 bữa hổm á, chị 9 không bắt máy hả? Ảnh bữa đó là Tưởng Đức Hơi rồi đó, đã đợi điện chị nói chị không có rảnh không nghe máy, rồi từ đó tới giờ em điện chị đâu có được. Mới điện được cái bà nói điện được cái bà điện đi cho nhỏ cháu con anh thứ hai, bắt đầu mới con anh thứ hai cho được 1.500.000 với nhỏ cha anh chị chính cho được 1.000.000 là được 2.500.000 cái đi mua đi trả tiền dây này nè hết 2.000.000 mua dây về đăng mình thắt vỏ mình bán gì đó lấy sống qua ngày gì đó. Bán cái mấy chục ngày có khi bán được nhiều không con? Ngày có khi người ta lại đặt vỏ bự gì đó được 5 cái thì mình cũng được vài trăm ngàn. Còn có khi ngồi đó từ sáng giờ bán được cái nào đâu. Rồi có khi ngày cũng bán được vài cái tùy theo bữa chứ không phải mà mỗi ngày mình không có. Tùy bữa vậy đó, bữa nhầm bữa có bữa không. Bữa có bữa không vậy đó. Rồi 2-3 ngày chưa bán được một cái. Có khi 2-3 ngày mình chưa bán được cái vỏ nữa. Còn có khi có ngày bán được 2-3 cái thì cũng hên vậy đó. Rồi cái mình như vậy cuộc sống của mình như vậy rồi tối rồi mình có hay khóc không không kia? Buồn lắm, buồn tuổi thân á, sao nói ta có tuổi mình ta giàu có chết cùng mình sao ngổ cực mà mặn tới giờ còn không có có mà sống không đủ ăn. Nếu mà chú không có bệnh thì cũng sống qua ngày nói ngay đi. Cái này chú ngã bệnh xuống một mình anh cô, ơi, kéo tôm là một ngày á cũng mấy trăm mấy triệu cũng có nữa. Mà hồi anh bị tai biến tới giờ là không có tiền thôi, có mình cô làm thôi, gọi như mình nuôi gà nuôi vịt thì kiếm sống qua ngày gì đó, rồi đặt treo đặt bỏng gì gách cái mình đem lên mình giá, còn cái nào lạnh cái mình đem đi đặt lại. Cô lỗi xong cô đặt đặt xong không nè, đứt giò tối ngày luôn. Giò đứt hết. Công việc chính hàng ngày của mình là đi đặt tôm đặt đặt cái treo với cái đó đặt dưới sông á. Lưới dưới sông. Đặt cái dưới sông đó rồi sáng 4 giờ hả 5 giờ tùy theo nước giờ nào vậy đó. Như 7 giờ cái nước gồng cái mình đi đổ 7 giờ, còn nước 5 giờ sáng đó nó gồng cái mình đi đổ 5 giờ. Có khi nước gồng thì có cua, có khi ngày mình bán được con 3-40, 4-50 cực tùy theo thì không biết, hên xui thôi. Rồi với có tép, rồi bữa nay đổ không có gì hết trơn, bữa nay đổ không được 100g tép nữa. Hôm nay thì con được cái sự giới thiệu của chị Huệ đến đây để chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của mình á. Thì nếu mà có một cái điều ước cũng như là có một cái mong muốn thì cô ước cái gì? Mình ước cái nhà cho lành lặn, đừng có là ở người ta. Cái nhà tôi cô ước là có được cái sửa lại cái mái nhà đúng không? Dạ, ước cái
nhà, đang cất nhà, đang ở, người ta đi không có nhà cửa ở cho mưa giọt nát hết. Cái mong muốn của cô là sửa lại cái nhà để những cái gì mưa bão rồi. Với tiền thuốc men, rồi ở đây sắp tới đây là con trai cũng sắp đi học nữa nè. Dạ. Mà làm một ngày thu nhập như vậy thì cũng không biết như thế nào luôn. Sao chú khóc hoài vậy, đừng có khóc. Trời ơi. Thằng nè, đừng có khóc. Bây giờ có uống thuốc nam, thuốc gì không con, hay chỉ uống có thuốc tây thôi? Có sắc thuốc nam đó, mỗi ngày. Uống thuốc gì con? Ta chỉ cây cây trái cám á, rồi ta kêu sao lại, rồi cái mình nấu 3 chén, còn lại 8 ăn, cái mình đút ảnh uống. Uống vậy đó, uống hôm giờ, ảnh cũng nói cũng vậy, vậy à. Không biết vậy là đó. Chú có uống bạc hà núi được không ta? Bạc hà núi thùng. Không biết, hồi đó giờ đâu núi là cũng là một bài thuốc nam rất là hay, có khi uống là nhiều người bị bệnh là uống khỏi á. Hôm nay thì không biết cái đó. Tụi con bà Hà Núi là trên núi á, cô chị đâu có nghe không? Ở trên An Giang á. Thì hôm nay thì tụi em cũng có đem theo một ít. Thì chút xíu nữa thì sẽ gửi cho gia đình mình một ít nha. Dạ. Rồi nấu rồi nấu chút xíu cậu? Nữa. Chút xíu nữa thì em sẽ đưa cái công thức luôn cho gia đình mình rồi chị cụ thể ha. Sao ha. Tại vì cái này á là cũng nhờ một cái người cô bên Mỹ á. Dạ. Cũng có liên hệ để xin của anh Tướng Dũng. Anh Tướng Dũng để gửi về để cho bà con mình có bệnh uống á, nghe nói hay lắm. Nhiều người hết bệnh rồi. Mình heo, mình đi khám bệnh mình heo là bị gai cột sống nè, rồi đau kinh tọ nè. Rồi mình bị viêm son nè, với bệnh bị u nang nữa nè, giờ người ta đâu cho mình làm gì nặng đâu. Cô hả? Như vậy thì cô nấu cô uống luôn. 3-4 thứ bệnh luôn á, rồi giờ mình đâu có làm cái gì nặng đâu. Mà trong ngoài cũng có ơn mình mặn chứ ai mặn bây giờ. Uống gì đó đâu đủ. Uống lá đu đủ đắng quá à. Đắng lắm, lắm. Giờ mình uống rồi, ta chỉ có bất cứ món gì mình cũng uống hết trơn. Cái này là bạc hà núi, cô phải kết hợp với lá đu đủ. Kết hợp với lá đu đủ sẽ hay hơn. Hai cái. Dạ đúng rồi, cái đó ở đây chút đi con chị. Lá đu đủ thì ở đây thiếu cha gì đi xin là về nấu được rồi. Mà nó đắng, trời ơi nó đắng. Rồi uống vô là chế mình uống lá đu đủ mình dùng không phải đó là mình bệnh sợ luôn á. Uống rồi cho thuốc có đắng thôi đương nhiên. Mà, đắng mà cỡ nào mình cũng uống hết trơn á. Dạ. Mình nói cái bệnh mình hả, giá yêu cầu mình mạnh khỏe, mình nuôi chồng con mình được rồi, mình thôi đừng có bệnh hoạn gì hết trơn á. Đang giờ tới cái hồi phải gán mà cô vô đây nha nó. Người phụ nữ rất là tùm lum bệnh hết trơn, người ta cũng bị gãy nè. Gai cột sống nè, đi chụp hình là gai cột sống nè. Rồi mình đau kinh tọ nữa nè. Rồi mình nè bị cái u nang nè, bên đây giờ đi giờ mình đừng có làm nặng thì nó không có đau. Dạ. Mà mình làm nặng thì nó đau, rồi mình bị viêm son nữa nè. Rồi rồi. 4-5 thứ bệnh luôn. Con đem bà Hà với lại anh chỉ công thức ha. Này con trai trời nè. Trời mưa. Này mấy chú đến thăm gia đình mình thì con có cái mong muốn gì không? Muốn chia sẻ đến mọi muốn người gì không? À? Nói thì con. Muốn cho cha hết bệnh không? Nói cho con xong nói thì con. Thờ câm mà không có biết nói cái gì đâu. Trời ơi, đẹp trai lắm. Sao không biết nói tiếng nào đâu. Con kỳ quá à, bị đòn nha, ngâu cục vàng. Bé đi, bé hiền không sao nha. Bé thì cũng ngại tiếp xúc người lạ. Ôi trời mưa luôn rồi. Mưa luôn rồi cả nhà. Mình thôi thì hôm nay con đến thăm á. Dạ. Trước mắt là để hỏi thăm về cái tình hình, cái hoàn cảnh khó khăn của mình trước. Thì bên cạnh đó thì con thấy thực sự thì gia đình mình đang gặp rất là nhiều khó khăn. Đó, thì con cũng gửi cho gia đình mình ít tiền ha. Ít tiền của Quý Mạnh Thường Quân có gửi qua kênh Bagina để khi mà gặp hoàn cảnh khó khăn á thì cũng hỗ trợ một phần nào chứ. Dạ. Dạ. Thì đầu tiên thì rồi khóc, đừng có khóc anh khóc ơi. Nữa rồi. Số họ vô nhà đi. Vô nhà giờ rồi. Vô đây như hết mưa vậy. Thật sự thì hoàn cảnh ở nhà cửa như thế này hả? Không biết nói sao luôn coi nhà. Có ai phơi quần áo ngoài đó. Nó thì đầu tiên thì có chị Khanh Ngô là gửi cho gia đình mình là 300.000 ha. 300.000. Với lại chị Đinh Thị Hà ở Texas là 500. Yeah. Rồi thêm một Mạnh Thường Quân nữa đó là chú Dân với cô Hồng Việt Kiều Mỹ gửi cho đình mình 1.000.000 ha. Dạ. Yeah. Dạ thì hôm nay thì đến đây thì con xin phép với Mạnh Thường Quân là gửi cho gia đình mình tổng là 1.800.000. Dạ. Nín khóc anh. Nín sao cô khóc hoài vậy? Trời ơi. Nhìn thấy chú mà thấy rất là khóc hoài. Bây giờ cũng gửi cái số tiền này đến cho gia đình luôn cái nha. Chú cũng buồn. Sự không có khóc. Trời ơi. Khóc hoài. Nhìn rất là. Nè chú nhận tiền đi ha, tiền của cô chú nè, chú nhận nha. Đưa chú nè. Rồi. Để dành mua thuốc uống rồi. Trời ơi. Mua cái gì ăn?
đau lòng cả nhà. Chú đâu có muốn chú bệnh mà ngồi chỗ gì đâu, cũng đi làm để lo cho vợ con chứ. Khi mà một người đàn ông mà không thể mà làm được đi cái tới gì, đi lui không thể làm được cái gì nữa, rất là buồn. Ừ. Chị có gửi lời nào đến quý Mạnh Thường Quân không? Em cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm, mình cũng biết nói gì nữa, giờ dạ, có lời là cảm ơn nhiều. Dạ, cái giữ tiền dạ, thì coi mua cái gì đó cho chú ăn, ha, dạ, cho thuốc rồi thêm uống. Dạ. Đó. Trời mưa luôn cả nhà. Con có gửi lời gì không trai? Cảm ơn bà của chú đi. Cảm ơn. Để cho tiền gia đình mình á. Cảm ơn, xong nói. Rồi, gặp đầu ha. Okay. Rồi, ok, ok. Chị, bé phở cũng thay mặt gia đình. Dạ. Chị cảm ơn các Mạnh Thường Quân. Dạ. Tụi em đây có nói yêu thương. Dạ. Gia đình của em nói như vậy, chị rất cảm ơn nhiều rất nhiều. Dạ, dạ. À, chị dạ, ở đây thì chị về, chị giúp được vậy thôi rồi cô bác Mạnh Thường Quân nào á có thương tình gia đình hoàn cảnh vậy đó, giúp được nhà nào là mừng. Em đó, tặng ấy. Dạ, dạ rồi. Rồi cảm ơn chị. Rồi mưa lớn luôn cả nhà. Mưa lớn luôn. À, cô cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân hả? Dạ, cô cũng gọi là dạ. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn cô. Dạ. Cô cũng cảm ơn thay mặt gia đình là cảm ơn với Mạnh Thường Quân. Dạ. Còn mưa lớn luôn. Ờ đó dột á. Đó dột đó. Đó dột á. Ờ dột á. Dột luôn hả? Đó dột. Dột đây nè, dột đó. Trời ơi. Trời quá thì nó tạt luôn. Đó, dột á, dột bên đó luôn. Thôi mà còn dột nữa ha. À, tại gì? Dạ. Này mưa lớn rồi chắc chỗ này là ướt hết trơn hả chú ha? Ướt hết mấy đường này, còn ở chỗ này không có ướt. Không đâu chế, không có ướt. Còn có ướt ở đó không? Không. Bên đây là không ướt. Nhà cửa đó, cái nhà mình đây phía trước nè. Có xong, ướt chỗ này thôi, ướt chỗ này thôi. Nó xong rồi. Bữa đó chè đó lên đó té chút xíu tưởng chết cái tay lại nữa rồi. Cô leo đó hả? Ờ trèo lên mấy cái đó làm lại á. Trời ơi. Che lại rồi cái bắt đầu hả nó cái tay đau quá rồi mình câu lên với vậy nè rồi cái nó đau quá. Quy ơi mày lại đỡ mẹ gãy lại quá, cái tay mẹ gãy lại quá lại nó đỡ cái đít mình lên á mới đỡ cái tay lại. Dạ. Bữa đó trèo lên á, trèo lên tưởng té lại nữa rồi. Ghê quá. Đấy nó cây này nó cũng yếu quá, đừng yếu xìu à, rồi như cái thang nó gãy á. Rồi che lại được vậy đó rồi ngủ. Dạ dạ. Cái mưa luôn cả nhà ơi. Quá trời mưa. Cái cảnh làm dựng đồ chút xíu cả nhà. Thương cô không cả nhà. Nó thì nãy giờ trời mưa nên anh em cũng tạm thời nghỉ chút xíu, bây giờ tiếp tục video cả nhà. Nó thì qua video thì em cũng thay mặt gia đình cảm ơn đến tất cả quý nhà hảo tâm, quý Mạnh Thường Quân như là trước mắt thì đã gửi cho gia đình một số tiền để cho cô là mua cái gì đó cho chú ăn cũng như thuốc men á cô. Thì hôm nay đến đây thì cũng có cô Huệ ở Bỉ á gửi cho gia đình mình một cái hộp cù là ha. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cái nào đau nhất thì đó mình xức cù là. Dạ. Nó thì bạc hà thì hồi nãy anh em cũng mới vừa đem vào nè cả nhà. Đây. Dạ dạ. Đây bạc hà để đại đi anh Phùng. Đây bạc hà đó cả nhà, cũng đem nếu dùng mà ấy thì sắc uống đó bạc hà đó một rồi, phần nha. Công thức thì em gửi cho chị ha để chút em dạ chị. Rồi dạ. Em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm giúp đỡ cho gia đình em rồi với yêu cầu cho ông xã em mạnh giỏi được rồi, cho nó khỏe cho em bằng công chuyện này kia nọ trong nhà với gì cô ha. Dạ thôi chú đừng có khóc nữa, cố gắng lên nói chuyện rồi chú khóc hả? Để khóc quá lên máu không? Chứ bữa hổm lên máu á chứ cà hứa không á em Tuấn Đức ơi em hết đừng có bỏ đâu có bỏ nhà mình đâu có đi đó. Bỏ nhà đâu đó, miễn đó. Mà chị mà muốn đi ra vòng mua gì cho ảnh là phải kêu con trai ngồi đây với ảnh chị mới đi còn không thì kêu thằng trai đi vậy đó chứ không bỏ bước khỏi nhà được. Ừ. Cô nói là bên kia là con gái cũng ở kế bên hả? Sát bên giáp đây nè. Khó khăn lắm hả? Nó nóng lên là nó giật rồi hả? Chồng nó thì đi làm bảo vệ tháng được có mấy cho mấy triệu bạc rồi không đủ sống ngày qua ngày nữa đó. Trời ơi cũng khổ lắm. Hả nó giật lên rồi có khi cũng khổ chết rồi bây giờ mình nói phải mình có dư giả mình cũng giúp đỡ cho nó bây giờ mình vậy rồi sao mình giúp đỡ được.
Bây giờ mình đi qua. Bây giờ cô dắt con qua bệnh coi thăm gia đình chút xíu ha. Dạ dạ. Trước khi mà cha mày ngồi đây nha. Chút video. Chú ngồi ha, con chào chú nha. Nha, cha mày ngồi đây nha. Chú sức khỏe nha. Chào chú nha. Chào chú luôn nha. Nãy giờ mưa quá chừng. Mưa quá cả nhà. Giờ mình em đi chị ơi. Mưa á. Dạ dạ. Bây giờ thì anh em rồi xong rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn cô, giờ cô cũng ngồi đợi kìa. Qua đây. Đó cả nhà. Nhanh lên. Cô chú đây. Đây đây, nhà của con nhà gái. Nhà anh đây là nhà nhỏ con gái. À, nhà con gái đây. Dạ. Trời ơi, cây cũng mọc quá trời trên nóc nhà ha. Nhà nghiêng bên luôn. Ủa sao nhà nghiêng siêu quá kìa. Nó sụp rồi đó. Trời ơi. Này, ôi ơi, mưa giông gió lớn cái là cái nó sập đó. Cái đùng là ở trường heo. Vậy sao? Sao nó sập cái đùng là ở trường heo. Sập cái đùng là ở trường heo luôn hả? À, ơi. Thúi ngủ hả? Ông xã ngủ ha. Thôi trời, cho anh ngủ đi, cho anh ngủ đi. Thúi ơi ra đây nè. Cháu ngoại mình á, con nó đó. Thôi cho anh ngủ đi. À, nó thì đi làm ca đêm giờ nó về ngủ rồi. Anh qua về không kia ngồi đi chị. Nè con vô đây. Ủa, xe đây, xe của ai đây? Xe của người ta gửi đó, ông nhà bên ông ba bên ông Thành bên đó đó. Tưởng đâu mình được với xe đẹp quá. Đâu có, đâu có xe. Chú chào con nha. Dạ. Ôi giời, con có đi học không? Có không? Có không con? Không mở giáo. Rồi thương quá cả nhà. Mưa đó dột nát hết trơn cái bếp ga nó đó, nó đậy lại vậy đó. À. Nè, thúi lại đây ngồi với ngoại nè. Ở đây cũng giọt luôn. Giọt. Ở nhà lá thôi cả nhà. À, mình nè, mình cho. À, chị Quyền. À. Bao nhiêu tuổi con rồi? 27 tuổi. À, còn một bé rồi ha. Bé chị Quyền bao nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi. 4 tuổi. 5 tuổi. Bây giờ mình ở nhà là ông xã làm rồi chị có làm gì không? Không, ở nhà. Ở nhà. Nghe nói là chị có bệnh hả? Bị gì? Bị nhật từ nhỏ đến lớn. Bị nhật từ nhỏ đến lớn rồi. Lâu lâu nó chảy máu cam hoài luôn, phải đi bệnh viện mới về. Ồ, chảy máu cam. Ừ. Nó giật lên là nó chảy máu cam rồi đi bệnh viện nằm có khi tuần nửa tháng mới về một lần vậy đó. Trời ơi. Bỏ con ở nhà một mình. Trời đất ơi vậy đó hả? Con nhà mình có sợ không? Sợ. Có sợ không? Nhà ngoại. À, gửi bà ngoại. Nhà có sao mau con? Sao mau cục vậy? Chiều tối đi làm mất tiêu rồi, không có nhà. Làm gì rồi hàng tháng rồi tiền bạc thì có đủ chi tiêu trong gia đình mình không? Bệnh này kia nữa. Thiếu trước một sao ngoại hả? À, cũng thiếu trước một sao nha. Rồi chị có làm gì không? Không. Ở nhà. Thiếu trước một sao. Lần trước thì thiếu mà lần sau thì hụt. Cái gì vậy? Thường không có nhà, nhà cái nè, lỗ của hang cái nè. Đúng rồi, cái nhà. Đúng rồi, thiếu trước một sao. Nhà đó. Nhà nào nở đây lâu chưa chị Quyền? Cũng lâu rồi. Cắt về đây cũng 2 năm rồi. Dạ. 2 năm, 3 năm về, 2 năm à. Về đây ở là 2 năm rồi. Rồi ơi. 2 hay 3 năm rồi hón? Lâu rồi. Chứ cũng lâu. 3 năm rồi. Chắc 3 năm mới gì rồi đó. Ông xã hôm nay chưa lâu đi làm lắm hả? Rồi. Tối. 5 giờ nó mới đi, 5 giờ nó mới đi làm. Sáng 7 giờ sáng mới về. Ồ. Đây cái con một cái mít thôi cô, gắn cho chị Quyền cây để chị Quyền nói cái. Đây đây được máy chưa? Hiện tại thì gia đình mình hiện bây giờ là đang gặp khó khăn về cái vấn đề gì chị Quyền chia sẻ cho em biết coi. Khó khăn em muốn có điều kiện cắt lại cái nhà đừng cho nó dột nữa. Ừ, cái mái trên mái lá là bị giờ bị dột. Ừ. Muốn sửa lại cái nhà đừng cho dột. Ừ, em muốn cắt lại cái nhà đừng cho nó dột nè, có chỗ che nắng che mưa vậy đó. Ồ. À. Cái nhà cũng nhỏ xíu xíu à. Nhà tệ quá. À, đây cửa là cái nhà nhìn cái cửa. Ở cái cửa này quay trước cho cả nhà xem nè. Cái cửa nó sút ra em phải cột dây lại. Nhà nền đất. Như con khỉ mà. Cái gì? Nhà con nghèo như con khỉ. Ai nói nhà con nghèo? Có nghèo không? Nhà con giàu chứ nghèo gì? Giàu hơn nhà ngoại nữa mà. Có giàu nhà ngoại. Sao con biết nhà con nghèo? Ờ, nhà lá mà. Ủa nhà lá là nghèo hả? Nhà lá là nghèo hả? Được, con học lớp mai, con học cái gì? Con học gì? Con học gì nó hả? Hát quên rồi. Con học cái gì? Con hát cái gì cho hát cho mấy cậu nghe coi. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, bà trắng ngu ngây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay, cháu quăng lời, cháu biết bà vui. Trời ơi, hay quá, con trai giỏi quá. Hay quá con ơi, học mẫu giáo á, 2 năm rồi. Học mẫu giáo rồi.
Cô đi học cô có ngoan không? Ngoan không con? Ngoan không? Không lắm. Vậy là con lì đó phải không? Con quên là con lì đó phải không? Có bị cô giáo la không? Có la không? La. Trời ơi, quá lì rồi, giờ mới la. Rồi cái bệnh của mình là đi khám thì bác sĩ cũng cho thuốc uống này kia thôi. Dạ, uống luôn hàng tháng. Hai tuần là đi khám lần vậy đó. Chứ không bác sĩ nói không có chị dứt điểm được hả? Không có chị dứt điểm ta cho uống như giảm vậy thôi. Giảm thôi, lâu lâu nó tái phát lại. Miễn mà đừng nóng. Mà mình mua dừa để sẵn vậy đó, đừng nóng là nóng lên là nó bắt đầu cái môi nó đỏ hết trơn, cái bắt đầu nó lên cơn lên là gao mũi. Gao mũi. Nó lên cơn lên rồi cái nó làm thần kinh á nó giật lên rồi mình đâu có bỏ được đâu. Chanh để đây, muỗng để đây là để sẵn á, sợ nó giật cái là nó cắn á, rồi mình phải lấy muỗng mà để ngang lại vậy nè để không nó giật lên. Thương cả nhà. Ở đây cô vừa lo cho ông xã bên kia bị bệnh. Rồi lâu lâu cũng bị bệnh phát lên rồi phải lo bên đây luôn. Chứ để không ai hay là nguy hiểm lắm bởi cô. Vậy nó chồng nó đi làm thì thằng em có khi qua đây ngủ với nó. Là với nó với thằng con đó, còn mình thì lo coi cho ông xã mình. Dạ. Hôm nay thì được cũng đến thăm cái hoàn cảnh của cô chú bên kia ba mẹ á. Thì cũng nghe nói là hoàn cảnh gia đình của mình cũng khó khăn. Dạ. Gia đình cô nãy nói nhiêu tuổi quên rồi, 27 tuổi. Còn nhỏ ha, em Quyền cũng khó khăn, nó cũng sẵn thì cũng qua đây chút xíu để thăm, để chia sẻ đến quý khán giả quý mình Quân. Thì hôm nay thì cũng xin trích một phần tiền của chú Dân với cô Hồng Việt Kiều Mỹ là 500.000 ha. Dạ. Cho chị để chị mua cái gì cho gia đình. Dạ. Mình ăn ha. Dạ. Ở đây thường ngày có ai hỗ trợ được bà con không? Có ai hỗ trợ cho mình không? Không. Không. Rồi, thương quá cả nhà. Ở đây là số tiền 500 ngàn của chú Dân với cô Hồng. Dạ. Ở Mỹ á. Dạ. Dạ, cảm ơn mấy chú. Cố gắng lên nha. Dạ. Con có cảm ơn không? Con cảm ơn đi. Cảm ơn con trai. Cảm ơn mấy chú. Cảm ơn ông với bà. Cảm ơn bà với ông. Ồ, giỏi. Bé này rất là dễ thương luôn. Chị cũng hiền, em cũng hiền. Lắm. Cố gắng nha, hy vọng thì có duyên thì mình sẽ gặp lại. Dạ. Em Quyền thấy cũng hiền hả cô ha? Nó nóng lên là nó giật lên là mình quảng hồn quảng vía không, mà mình sợ mà giật lên là nó cắn có khi nó cắn nhầm lưỡi á. Dạ. Mình phải lấy cây muỗng để ngang lại vậy nè, không nó cắn vô mười lưỡi á. Mới có hai mấy tuổi mà mắc bệnh. Nó bệnh là từ hồi 3 tuổi nó đâu biết đi đâu. Dạ. Nó lết không à, nó lết đi vậy nè. Dạ. Cái cha nó người ta chỉ ấy xả với cái giò nó đó hơ bằng xả ha. Bớt bằng xả bằng đêm 5 giờ vậy mình ra mình hơ cái mới biết đi đó. Đi được rồi nó giật cái từ hồi mà 3-4 tuổi là nó giật tới giờ luôn. Giật lên tới giờ luôn mà nuôi tới giờ. Dạ. Mỗi lần giật là mình không biết gì hết. Đau không? Đau đớn. Đau. Đau lắm. Nó nóng lên là nó giật thôi. Rồi mình cắt tiền đi. Mà mỗi lần mà giật như vậy là mình thấy trong người mình nó giống như nóng lên hay là như thế nào? Nóng lên khó chịu trong người lắm. Bữa nào mà nó nóng lên là rồi muốn chuẩn bị vậy đó. Rồi cái môi nó như là tha môi son vậy đó. Tái thì nó đỏ quá, cái đỏ luôn đỏ hai hàm này nè, là mình nói rồi bữa nay trong mình con sao rồi, là mình thấy cái môi nó đỏ là mình hỏi rồi, hỏi Quyền ơi trong mình con sao, cái nó nói mẹ ơi sao bữa nay sao con khó chịu quá, tự nhiên ngày sớm giờ nó lừ đừ đừ nó khó chịu. Là bắt đầu mình phải tranh thủ đó, để tranh ở đó ở nhà trong nhà là tranh 100% là có tranh đầy đủ, mình sợ nó giật biết ngày nào, mình phải mua để thủ sẵn gì đó, có tranh rồi nó giật cái bắt đầu nó cắn nhầm ấy đó, cắn cái mình lấy muỗng để vô rồi bắt đầu mình nặng chanh vô miệng nó là bắt đầu một chút xíu cái nó hạ rồi. Vậy dạ. Đó là vậy không đó. Bây giờ là mình cứ mình có đi khám hàng tháng hay như thế nào không? Dạ, nửa tháng là đi một lần đó. Đi khám để lấy thuốc uống ha. Dạ. Nửa tháng là đi bệnh viện xin thuốc về cho nó uống một lần, nửa tháng nó uống hết là đi xin thuốc vậy đó. Nhà thì có chút xíu gì đó cả nhà. Với ở đây mình sinh hoạt tắm rửa hàng ngày ở đâu chị? Không có cầu tắm đâu, tắm là phải kép cái cửa lại mới tắm được. Đóng cửa lại tắm nhà luôn. Đóng cửa lại tắm. Đóng cái cửa này lại. Đúng cái cửa. Nước bên nhà mình. Đâu tắm qua. Nhà đâu? Nước bệnh đâu qua đứng bên đây đâu. Chỗ đây. Mình thường mình tắm cửa chỗ nào? Tắm ở đây đó. Nhà mình qua. Ra đây luôn. Tắm ở đây nè. Mà đóng cửa lại. Cửa là mình tắm ở đây. Đóng cửa lại.
nhớ không, có cầu phía sau này có em thấy hai bên nó trống trơn vậy. Bên đó là bên nhà mình này. Bên đó nhà mẹ rồi. Bên đây trống trơn nè. Nhà cũng không có nhà tắm luôn. Chỉ tắm thì cũng đóng cửa lại rồi tắm thôi. Dạ. Nó khổ gì đâu, ra phía này em coi coi. Đó không có cầu tắm đó. Ra phía này ha. Dạ. Ừ. Bên kia cũng kia là nhà vừa của sau lưng của mẹ. Ừ. Đúng rồi. Nước xả ra đây luôn hả? Nước trời mưa thì em hứng đây xài, không thôi là qua bển sách qua nên đây xài. Chứ không có cây. Không có cây nước. Không có cây nước ở bên đây. Ồ, chị hứng nước mưa xài thôi. Dạ, hứng nước mưa xài thôi là hết nước qua mẹ xách qua đây xài. Vất vả bây giờ. Thằng chồng nó đó bị giò đau á. Dạ, nó được rồi, em nó Quyền bị sụp cái giò á, rồi giờ nó đi đâu có được đâu, đi là phải cầm cái gậy này vậy đó. Nó mới đi được. Quay cái gậy Quyền khỏi quá. Nó giọt ông nội lắm cả nhà. Thôi anh về nha, em nhìn sức khỏe nha. Dạ dạ. Cố gắng lên. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh ha. Rồi cho anh lấy cái mic ha. Rồi cho anh lấy cái mic rồi. Rồi chú chào con nha con trai. Chào con nha. Giữ gìn sức khỏe ngoan nha. Rồi, trời ơi bé giỏi quá. Con tên gì quên mất rồi. Tên Tấn. Tấn. Ừ, giỏi. Bé ngoan nha. Nửa lớn rồi phụ qua mẹ nha. Dạ. Ôi, cô chú chào con. Bye bye. Con luôn nha. Quay ra giùm chú nè. Bye bye luôn. Bye bye. Thường quá. Rồi chào con. Rồi chú về nha. Dạ. Chắc con cũng chào cô luôn nha cô. Cô về lo cho chú nha. Dạ dạ. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Thằng Quân nhiều lắm. Dạ dạ dạ. Nhà cửa đó cả nhà. Các cái nhà đó được ở được vậy đó rồi. Khô. Bây giờ trời mưa vậy khô, đó. Cảm ơn mấy cậu. Dạ. Cảm ơn nha. Dông mà lớn một cái rồi sập ngang. Sập luôn á. Đó nó xịu qua bên đây hết trơn rồi đó. Cô bác ở bên nước ngoài người ta hỗ trợ vốn cho. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân cũng gửi cho gia đình một phần tiền ha. Dạ. Dạ cô. Cảm ơn Mạnh Thường. Đây là nhà của em Quyền đó cả nhà. Em Quyền. Nó nghiêng một bên luôn rồi đó, thấy nó nghiêng một bên rồi đó. Dạ. Còn phía bên đây là nhà của cô chú hồi nãy anh em chia sẻ đây. Thường đó nhà. Nhà quá trời. Đó là nhà Lê Văn Lâm. Dạ. Thì mới vừa rồi thì em cũng lá rồi đó, để đó đó chưa khô đó, khô là mình chỉnh cái chất lại đó. Nó mới vừa rồi thì em cũng vào cũng hỏi thăm gia đình về cái hoàn cảnh khó khăn hiện tại của gia đình đó cả nhà. Bên cạnh đó thì em cũng gửi những cái tấm lòng yêu thương của quý nhà hảo tâm đã gửi qua kênh Pagina. Khi mà gặp hoàn cảnh đặc biệt thì cũng chích ra một phần tiền để giúp cho gia đình trong cái lúc khó khăn đó. Nói qua video thì em cũng xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều đó, thì cũng xin chúc quý Mạnh Thường Quân có thật là nhiều sức khỏe cũng như là thật bình an trong cuộc sống. Dạ thì bây giờ chắc cho phép em tạm khép video này ở đây cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà quý Mạnh Thường Quân trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn cũng như là xin chào ạ.